quý vị, tôi là bác sĩ Ngọc Anh. Nếu như mà lần đầu tiên bạn coi kênh này và chưa biết đến tôi thì tôi xin giới thiệu lại. Tôi là bác sĩ Ngọc Anh, là bác sĩ nha khoa. Tôi đến từ nha khoa gặp thầy gặp thuốc. Bác sĩ Ngọc Anh ơi, là một chuyên mục để trả lời tất tần tật những câu hỏi thắc mắc của quý vị và các bạn về răng, về nha khoa. Và hôm nay tôi sẽ quay tiếp tục với lại một chủ đề mà video trước tôi đã hứa sẽ trao đổi với quý vị và các bạn. Đó là ưu tiên các vị phụ huynh về một cái điều trị nha khoa mà tôi chắc hẳn là có vị phụ huynh sẽ mang nó ra để dọa trẻ, giống như là ăn đi nha, nếu không là sẽ dắt đến nha sĩ nhổ răng đó, có không ạ? Vâng, hoặc là đây cũng chính là sự ám ảnh của chính bản thân các anh chị, các phụ huynh khi hồi nhỏ, và từ đó các anh chị đã trao truyền cái sự ám ảnh đó cho trẻ. Vì thế cho nên hôm nay tôi sẽ đến với một chủ đề rất là hấp dẫn. Đó là các quý vị sợ nhổ răng đúng không ạ? Và khi con của nha sĩ, tức là con của chính những nha sĩ bị cần phải nhổ răng thì họ sẽ làm gì? Vì sao vậy? Bởi vì khi mà con mình thì mình càng phải nâng niu và chăm chút. Mình phải làm sao để cho con mình không có bị sợ nhổ răng. Chứ họ lại bảo là con nha sĩ mà sợ nhổ răng, con nha sĩ đâu có được đúng không ạ? Vì thế cho nên tôi đã chọn cái chủ đề ngày hôm nay, đó là con nha sĩ cần nhổ răng thì họ sẽ làm điều này. Vâng, bác sĩ Ngọc Anh ơi sẽ trả lời tất tần tật những cái điều mà nha sĩ sẽ làm khi mà con. Rất là cảm ơn mẫu nhí của tôi, đó chính là con trai tôi, để cho đúng với lại chủ đề ngày hôm nay, đó là khi con nha sĩ nhổ răng. Cậu bé Doro gần 5 tuổi, chưa có cái răng sữa nào cần phải nhổ, nhưng mà cậu bé vẫn rất là dũng cảm lên để làm người mẫu khi nha sĩ, con nha sĩ cần nhổ răng cho mẹ. Rất cảm ơn con. Và bác sĩ Ngọc Anh ơi, khi con bác sĩ cần nhổ răng thì bác sĩ sẽ làm gì? Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng bước để xem bác sĩ Ngọc Anh sẽ làm gì khi con bác sĩ Ngọc Anh cần nhổ răng nhé. Quy trình nhổ răng như các bạn đã thấy, đầu tiên sẽ làm gì? Đó là gây tê, và sau khi gây tê thì sẽ nhổ răng. Vì thế cho nên tôi sẽ chia ra những cái cách làm sao để gây tê và làm sao để nhổ răng. Mà thực sự thì chỉ cần gây tê xong, gây tê là một cái điều trị mà có thể là khó nhất ở trong răng trẻ em. Chỉ cần gây tê xong thì cái việc nhổ răng nó hết sức là đơn giản. Như vậy thì làm sao để có thể gây tê mà trẻ vẫn có thể rất là nhẹ nhàng và trẻ dễ chịu chấp nhận cho mình gây tê? Giống như lần trước tôi đã nói, đầu tiên chắc chắn là phải nói chuyện với trẻ, phải giải thích với trẻ là bây giờ cô sẽ bơm một cái thuốc đắng lên cho con để cho con sâu nó quay co lại, nó đứng im, để sau đó cô mới bắt được con sâu đó ra, và bác sĩ mới bắt được con sâu đó ra. Và đầu tiên chắc chắn là bất cứ một điều trị nào đều phải thực hiện nói trình bày để cho trẻ hiểu được cái công việc của mình bây giờ sẽ là gì. Tiếp theo mình sẽ làm gì? Hình này quen không ạ? Hình này video trước tôi đã có nói rồi. Bác sĩ Văn ơi, hình này là gì vậy? À, đây là bóp bóng, tức là khi mà trước khi gây tê tôi sẽ đưa cho trẻ 1-2 quả bóng, và trẻ sẽ bóp cái quả bóng thì sẽ truyền hết sự tập trung chú ý vô cái quả bóng đó, cho nên có thể làm giảm bớt sự khó chịu của trẻ khi gây tê. Tiếp theo, đây là gì? Bác sĩ Ngọc Anh ơi, đây là gì vậy? À, đó là cục cắn. Vì sao vậy? Tôi cho trẻ cắn cái cục này thì trẻ cũng sẽ tập trung vào cắn cái cục cắn này mà quên đi cái việc mà mình chuẩn bị gây tê sẽ khó chịu đấy. Rồi, tiếp theo, đây là gì? Vâng, bôi kẹo dâu. Kẹo dâu là gì? Quý vị có đoán được không? Đó chính là bôi tê, tức là trước khi mà chích, dùng từ chích thì hơi khó chịu đúng không? Thì trước khi mà bơm thuốc đắng vô thì tôi sẽ tiến hành bôi tê cho con trai của tôi. Bôi tê làm gì? Bôi tê bề mặt để làm cho cái việc chích ở sau đó nó trở nên dễ dàng hơn. Tiếp theo, kim tí hon. Kim tí hon là gì? Quý vị và các bạn có thể đoán được không? Kim tí hon tức là tôi sử dụng một loại kim chỉ dành riêng cho con nít mà thôi. Đó là kim nhỏ. Bởi vì khi người lớn có kim sẽ bự và dài hơn, kim nhỏ và ngắn hơn nó sẽ làm cho trẻ dễ chịu hơn, và trẻ sẽ ít có cảm giác khó chịu khi gây tê hơn. Tiếp theo, tôi sử dụng gì? Chui kim. À đây, chui kim như quý vị và các bạn đã thấy, đó là khi mà
bé tôi cầm cái chích lên thì tất nhiên là trẻ sẽ rất là sợ đúng không? Nhưng lúc đó thì tôi chưa vội gỡ cái chui kim ra và tôi sẽ để im đó để cho trẻ thấy là tôi sẽ đụng vô trong môi của trẻ bảo bé bác sĩ đụng vô này đâu có sao đâu nhẹ rất là nhẹ thì trẻ sẽ không biết được. Và sau đó thì sao? Lúc mà tôi chuẩn bị mà bơm thuốc tê vô thì tôi sẽ nhờ bạn trợ thủ gạt nhẹ cái chui kim ra, lúc đó trẻ sẽ không thấy được cái kim nhọn. Bí kíp ở đây là không được cho trẻ thấy được cái kim nhọn. Và để cho trẻ không thấy được cái kim nhọn thì còn một cách nữa, đó là tay che mắt. Khi mà tôi làm thì cái tay còn lại của tôi á, tay bên trái á, tôi sẽ banh một tay banh môi, một tay tôi che mắt trẻ lại. Thì thứ nhất là thấy thì chỉ thấy được cái chui kim thôi. Và thứ hai khi mà tôi chích thì tay tôi đã che mắt lại và trẻ không thấy cái sự nhọn của cái kim đó, thì trẻ sẽ thấy rõ dễ chịu hơn đấy quý vị và các bạn ạ. Tiếp theo, bí kíp tiếp theo. Khi bí kíp này khi mà tôi đã gây tê xong rồi, hồi nãy tôi đã gây tê xong hết rồi, phải tê rồi. Lúc mà trẻ tê rồi thì rất là dễ thôi. Tôi sẽ đặt cái kềm vô, lấy tay giữ chặt đầu lại của trẻ và đặt kềm vô và tôi nói là bây giờ cô sẽ thử, bác sĩ sẽ thử có cái kềm có vừa với lại con sâu, vừa với cái răng này không, để bác sĩ gắp ra, và nếu như không vừa thì bác sĩ sẽ đổi. Bác sĩ chỉ thử thôi, và lúc mà thử thôi thì cái đoạn mà lấy ra mà khi mà trẻ đã tê rồi nó rất là dễ dàng. Wow. Trẻ tự đầu chặt bé, lúc đó mình sẽ có thế và mình sẽ nhổ răng ra rất là dễ dàng và trẻ sẽ không hề đau tí nào, chỉ khó chịu quá đoạn. Tôi đã đưa ra những cái việc mà tôi sẽ làm khi mà con trai của tôi có cần phải nhổ răng. Và tất nhiên điều này tôi vẫn áp dụng cho tất cả những khách hàng của tôi đến với nha khoa gặp thầy gặp thuốc, và sẽ cố gắng làm cho trẻ có một cái cảm giác dễ chịu nhất khi đi làm răng. Và thậm chí là có những trẻ rất là thích khi làm răng. Bạn có tin điều đó không? Nếu không tin thì hãy subscribe kênh và like fanpage nha khoa GTGT của chúng tôi, bạn sẽ thấy rõ điều đó rất là nhiều. Còn một điều nữa tôi sẽ dặn, thường là khi mà gây tê xong trẻ sẽ bặm môi, và điều này là tuyệt đối không. Vì sao vậy? Và để trả lời cho câu này thì video tiếp theo tôi sẽ làm về chủ đề cũng hấp dẫn không kém, đó là dặn dò trẻ sau khi nhổ răng. Và tất nhiên là những cái dặn dò này rất là đặc biệt và có thể là bạn chưa nghe thấy bao giờ, những dặn dò chỉ dành cho nhổ răng em bé thôi nha. Và hãy đón chờ video tiếp theo của bác sĩ Ngọc Anh nhé. Và bạn có bất kỳ một câu hỏi gì thì hãy gửi cho bác sĩ Ngọc Anh để bác sĩ Ngọc Anh có thể trả lời trong chuyên mục Bác sĩ Ngọc Anh ơi. Chào tạm biệt, bất kỳ câu hỏi gì hãy hỏi bác sĩ Ngọc Anh ơi.